Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thêm 4.992 ca COVID-19. Chủ tịch nước đồng ý với chủ trương tiếp tục giãn cách của thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy 3 tại chỗ từ nơi an toàn thành ổ dịch như thế nào? Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Y tế sáng ngày 30 tháng 7 công bố hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5 ca nhập cảnh và 4.987 ca tại 20 tỉnh thành, trong đó có 987 ca cộng đồng. 4.987 ca tại thành phố Hồ Chí Minh là 2.740 ca, Bình Dương 1.284 ca, Tiền Giang 242, Đồng Nai 203, Đồng Tháp 90, Tây Ninh 88, Bến Tre 79, Khánh Hòa 78, Hà Nội 63, Cần Thơ 23, Long An 21, Phú Yên 17, Bình Định 17, Kiên Giang 17, Vĩnh Long 15, Thái Nguyên 3, Đắk Nông 2, Hà Tĩnh 2, Lạng Sơn 2, Nam Định 1. Có 4 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Cạn. Có 10 tỉnh thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang, Quảng Trị và Nam Định. Tổng số ca được điều trị khỏi là 31.780 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 346 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 19 ca. Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo 159 ca tử vong do COVID-19 từ số 864 đến 1022 từ ngày 27 đến 29 tháng 7 tại 8 tỉnh thành phố sau. Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 27 đến 29 tháng 7 tử vong 132 ca. Tỉnh Long An tử vong 9 ca, tỉnh Đồng Tháp từ ngày 27 đến 28 tháng 7 tử vong 6 ca, Đà Nẵng từ 27 đến 28 tháng 7 tử vong 3 ca, Hà Nội ngày 28 tháng 7 tử vong 1 ca, tỉnh Khánh Hòa ngày 27 tháng 7 tử vong 3 ca, tỉnh Đồng Nai từ ngày 27 đến 29 tháng 7 tử vong 4 ca, tỉnh Vĩnh Long ngày 27 tháng 7 tử vong 1 ca. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện 5.711.291 mẫu cho 16.529.067 lượt người. Trong ngày có 208.041 liều vaccine được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 5.529.898 liều, trong đó tiêm một mũi là 4.983.496 liều, tiêm mũi 2 là 546.402 liều. Bộ trưởng Bộ Y tế làm việc với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Trong đó, Bộ Y tế tiếp tục điều lãnh đạo cục vụ liên quan và giám đốc các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện chuyên khoa tuyến trung ương như Bạch Mai, Việt Đức, K, Phổi Trung ương, E, Lão Khoa, Hữu Nghị và thành phố Hồ Chí Minh để chung sức thiết lập hệ thống điều trị, đặc biệt là hệ thống hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19. Theo đó, ngoài bệnh viện hồi sức COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, quy mô 1.000 giường do bệnh viện Chợ Rẫy chịu trách nhiệm, Bộ Y tế cũng sẽ thành phố thiết lập thêm 3 trung tâm hồi sức tích cực khác, khoảng 3.000 giường để tập trung điều trị bệnh nhân nặng và rất nặng. Sáng ngày 29 tháng 7, AstraZeneca đã chuyển về Việt Nam thêm 659.900 liều vaccine thuộc hợp đồng đặt mua trước giữa AstraZeneca Việt Nam và Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam VNVC dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Thành phố Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn triển khai chăm sóc và theo dõi sức khỏe đối với người mắc COVID-19 tại nhà. Theo đó, sẽ có 2 trường hợp F0 được chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà. Trường hợp 1 là những F0 không triệu chứng lâm sàng đang chăm sóc điều trị tại các cơ sở y tế đủ điều kiện xuất viện vào ngày thứ 7, được tiếp tục theo dõi, giám sát y tế tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp tục. Trường hợp 2 là những F0 mới được phát hiện tại cộng đồng, không triệu chứng lâm sàng, không yếu tố nguy cơ, không có bệnh nền hoặc có bệnh nền đã điều trị ổn định, không béo phì, thì được cách ly tại nhà trong 14 ngày. Nơi đầu tiên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm là một khu phong tỏa tại thị trấn Hóc Môn.
Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo một số bộ ngành và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong. Tại khu vực phong tỏa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của người dân trong thời gian cách ly. Ông nhắc lại vai trò lịch sử của thị trấn Hóc Môn và nhắn nhủ bà con thực hiện tốt quy định phòng dịch trong thời gian giãn cách để sớm quay lại cuộc sống bình thường. Ngay sau đó, Chủ tịch nước có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Củ Chi, Hóc Môn về công tác phòng chống dịch. Chủ tịch nước thay mặt Trung ương gửi lời hỏi thăm tới đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, công an, quân đội, dân quân tự vệ và các đơn vị tham gia chống dịch tại huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều biện pháp hữu hiệu, thiết thực, hiệu quả để giảm thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị trên 10 triệu dân nên khó khăn gấp vạn lần các địa phương khác. Ông đề nghị cấp ủy chính quyền cần nắm rõ và phân công công việc cụ thể để sớm phát hiện tác nhân gây nguồn bệnh, truy vết kịp thời, giải tỏa cách ly nghiêm túc, tiếp tục nâng cao trách nhiệm với người dân, hạn chế trường hợp tử vong đến mức thấp nhất. Tôi đồng ý với chủ trương của thành phố là tiếp tục giãn cách xã hội thêm một thời gian nữa. Tuy vậy, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục thực hiện đồng bộ biện pháp để bảo vệ tính mạng của người dân, coi đây là mục tiêu trên hết, trước hết, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Đánh giá cao sự cố gắng, biểu dương những nỗ lực của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, Chủ tịch nước đề nghị Củ Chi và Hóc Môn phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, nghị lực lớn trong phòng chống dịch. Tại buổi gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng mỗi huyện 5 tỷ đồng và 5 máy thở. Đến 16 giờ 45, đoàn công tác của Chủ tịch nước tiếp tục đến công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen, đơn vị sản xuất vaccine Nanocovax tại khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức. Sau khi nghe báo cáo của công ty, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại, năm 2020, chính ông là người đưa ra chủ trương nghiên cứu vaccine trong nước từ rất sớm và cấp ngay 200 tỷ cho ngành y tế để thực hiện. Ông đánh giá cao những nỗ lực của Nanogen và cho rằng, việc sản xuất vaccine trong nước là yêu cầu cấp bách. Trong điều kiện khẩn cấp, dịch bệnh đe dọa tính mạng của người dân và thành phố, ông yêu cầu Bộ Y tế và các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi, cải cách thủ tục hành chính để sớm tổ chức, nhanh các quy trình chuyên môn. Chủ tịch nước một lần nữa đề nghị Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho Nanogen để sản xuất đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Cái chết, sự đe dọa tính mạng của người dân đang đặt ra xung quanh chúng ta nên phải nhanh hơn, mạnh hơn, quyết liệt hơn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói. Những chủ doanh nghiệp có thể áp dụng mô hình 3 tại chỗ từng được đồng nghiệp ngưỡng mộ. Nhưng sau một tháng, họ như ngồi trên đống lửa khi nhà máy đầy F0, được ngưỡng mộ bởi để đáp ứng được yêu cầu ăn ở tại chỗ. Sản xuất theo mô hình 3 chỗ này nhằm duy trì sản xuất, không làm đứt gãy chuỗi cung ứng rất khó khăn, đòi hỏi doanh nghiệp phải có nguồn lực lo ăn ở cho công nhân rất lớn. Theo số liệu của 4 hiệp hội doanh nghiệp gồm dệt may, da giày túi sách, doanh nghiệp điện tử và mỹ nghệ, chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh, 90% doanh nghiệp đã đóng cửa vì không đáp ứng nổi. Và sau chưa đầy một tháng thực hiện, nhiều nhà máy ở phía Nam áp dụng 3 tại chỗ lại đang đối mặt với dịch bệnh bùng phát từ bên trong, còn các ông chủ doanh nghiệp bị kẹt ở thế sản xuất không được, chữa bệnh cho F0 không xong. Vistan là một điển hình. Ngày 28 tháng 6, công ty bắt đầu áp dụng cho công nhân ăn nghỉ và làm việc tại nhà máy. Vistan thường xuyên xét nghiệm COVID-19, nhưng 19 ngày sau, tại lần xét nghiệm thứ tư trong một tháng sau nhiều lần có kết quả âm tính toàn bộ, họ phát hiện 19 ca F0. Vistan đã truy vết nhưng doanh nghiệp thừa nhận đặc thù công việc phải tiếp xúc rất nhiều, từ nhân viên bán hàng, mậu dịch bên ngoài, phát sinh đổi trả hàng, virus vẫn có nhiều kẽ hở để vào. Công ty Việt Thắng Jeans cũng có bài học xương máu về khe hở khiến COVID-19 chui được vào nhà máy. 12 ngày sản xuất trở lại sau khi qua sàng lọc kỹ, một phân xưởng xét nghiệm nhanh đã phát hiện 19 ca dương tính trên 196 công nhân. Rà soát lại, họ phát hiện một người bán nước trái cây qua hàng rào nhà máy dương tính 8 ngày trước đó. Chủ một doanh nghiệp thừa nhận, khi vận hành, dù muốn dù không, các nhân viên vẫn phải giao lưu với xã hội bên ngoài, từ khâu xuất nhập hàng hóa đến cung ứng suất ăn. Rõ ràng vẫn có nhiều kẽ hở để dịch bệnh lây lan mà điều này xảy ra, các nhà máy lại trở thành ổ dịch lớn. Người này nói, theo vị này, để giảm thiểu rủi ro, cần phải phân tán công nhân trên diện rộng trong khuôn viên nhà máy theo từng phân xưởng, để nếu có ca nhiễm thì chỉ bị trên diện hẹp. Tuy nhiên, nhiều điều khoản trong điều kiện thực hiện 3 tại chỗ đưa ra rất khó thực hiện và không hợp lý. Ông Nguyễn Phúc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gỗ Bình Dương cũng đồng tình. Ông lưu ý thêm đến vấn đề sai số trong xét nghiệm sàng lọc đầu vào. Độ chính xác của test nhanh chỉ 80-90%, thậm chí là 95%,
thì trong 100 công nhân chỉ cần có 5 ca chẳng hạn, trong một tuần cả nhà máy sẽ lây nhiễm hết, ông nói. Theo ông, ba tại chỗ chính áp dụng ở thời điểm dịch bệnh chưa lây lan quá rộng, xác suất công nhân bị nhiễm bệnh thấp, còn bối cảnh hiện tại dường như không còn phù hợp. Người hướng dẫn trước đây của chính quyền về ba tại chỗ cũng không đầy đủ. Chỉ một số doanh nghiệp tổ chức những phương án này từ rất sớm, khi dịch chưa đến nỗi nào, đến nay vẫn tương đối an toàn. Những doanh nghiệp áp dụng chậm hơn, rất dễ bị vì khả năng công nhân ủ bệnh bị lẫn vào cao hơn. Ông nói và nhận xét biến chủng mới có những trường hợp không có biểu hiện gì ngoài. Đến khi kiểm tra thì phát hiện một loạt, khiến doanh nghiệp không kịp trở tay. Bên cạnh việc F0 từ bên ngoài xâm nhập, các nhà máy ba tại chỗ còn gặp vấn đề khi các ca nhiễm tại nhà máy còn khó hỗ trợ đưa đi cách ly tập trung. Tại Vissan, đến ngày 22 tháng 7, số lượng F0 đã tăng thêm 20 ca, nhưng doanh nghiệp cho biết hầu hết chỉ được cách ly tại công ty. Một ngày sau đó, số ca F0 của doanh nghiệp tăng thành 43, với hàng trăm ca F1, F2 và tiếp tục cách ly tại nhà máy trong khuôn viên công ty không quá rộng rãi. Đến khi doanh nghiệp gửi đơn kêu cứu lên các cấp chính quyền, các ca F1 mới được y tế đưa đi cách ly tập trung. Một công ty quy mô lớn, thành viên của Aerocham tại Đồng Nai xin được giấu tên cho biết, F0 sau khi được phát hiện vẫn phải tự cách ly một tuần trong nhà máy. Chỉ đến khi phía Aerocham cầu cứu đến chính quyền, công nhân trong nhà máy mới được đưa đi cách ly. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS chia sẻ, khoảng 3% doanh nghiệp còn sót lại trong ngành có thể đáp ứng được ba tại chỗ để sản xuất thì nay cũng đang khóc ròng vì phải lo cho F0. Những người này phải cách ly ngay tại công ty, nơi sản xuất. Điều này khiến cả doanh nghiệp ngưng trệ không sản xuất được. Chúng tôi biết cơ quan chức năng cũng đang rất đau đầu vì dịch bệnh bùng phát mạnh, nhưng hãy hỗ trợ và để ý tới doanh nghiệp vì họ đang rất cố gắng để duy trì sản xuất, bà nói. Theo ông Phúc, nếu không xử lý được vấn đề F0 ở các nhà máy doanh nghiệp sẽ không thể trấn an được công nhân sản xuất. Thậm chí nếu có thành phần kích động gây rối, nhà máy sẽ phải đối diện với rất nhiều rủi ro. Để giải quyết, các doanh nghiệp đề xuất chính phủ sớm ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân lao động, đặc biệt là những trường hợp đang tập trung trong các nhà máy ba tại chỗ. Họ cần được tiêm gấp, ông Phúc nói. Tính đến trưa ngày 29 tháng 7, 150 doanh nghiệp ở Bình Dương, 9 khu và cụm công nghiệp tại Tiền Giang cho biết sẽ dừng thực hiện phương án ba tại chỗ, ăn ở sản xuất do phát hiện nhiều ca nhiễm. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể giải đáp kịp thời.